Tại một con hẻm nhỏ bị bỏ hoang, có một con chó mẹ dễ thương sinh ra được 4 đứa con. Nhưng một trong 4 con đó có một con hoàn toàn khác biệt. Theo năm tháng, những con chó con càng ngày càng lớn, con khác biệt nó phát hiện ra có thể nhớ được ký ức về kiếp trước. Đây là nhân vật chính trong bộ phim ngày hôm nay, gọi nó là cậu vàng nhé. Một con chó có ký ức của một con người, vốn dĩ đang có một cuộc sống bình yên, thì bất ngờ bị bắt đi bởi đội bắt chó hoang, đã làm thay đổi cuộc đời của vàng nhỏ bé. Nhìn vào xung quanh thật là lạ lẫm, vàng nhớ lại những ký ức về kiếp trước của mình. Trong trí nhớ nó nhìn thấy một người phụ nữ, nó nhận ra người phụ nữ này chính là vợ của nó. Nhân cơ hội người quản lý không để ý, vàng đã chạy trốn ra ngoài. Cậu vàng chạy đến một trường mẫu giáo. Nó nhìn cậu bé trước mặt nó. Đột nhiên ký ức trong đầu xuất hiện, nó nghĩ về con trai của nó. Điều này làm nó rất đau lòng. Vào ban đêm, vàng đi lang thang gặp được một bà lão vô gia cư tốt bụng. Lúc này vàng nhìn thấy trên tay bà lão có đeo một chiếc nhẫn. Nó lại nhớ về những lời hứa của nó với vợ của mình. Ban ngày, bà lão nhìn cậu vàng ở bên cạnh, sau một hồi suy nghĩ, quyết định để nó đi theo mình. Sự xuất hiện của cậu vàng đem đến cho bà nhiều niềm hạnh phúc và có thêm nhiều tiền hơn. Nhưng thời gian tươi đẹp không được bao lâu. Vì tuổi đã già, sức khỏe yếu nên bà lão vô gia cư đã qua đời. Lúc này nó vẫn là một con chó nhỏ, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà lão. Nó vẫn ở yên một chỗ đợi bà lão quay về. Vào sáng hôm sau, vàng nghe thấy tiếng ai nói từ bên ngoài đang gọi mình. Vàng nhìn một cái, thấy một con chó to có thể nói chuyện được với mình. Con chó lớn nói mình tên là Black, chúng ta gọi nó là Đen nhé. Chúng ta đều là chó, tất nhiên là có thể giao tiếp rồi. Tiểu tử ngốc, bà lão đó đã chết rồi. Sau này hãy đi theo anh nhé, đi nào, anh đưa em đi ăn đồ ăn ngon. Sau đó cậu Đen đưa cậu vàng đi đến trước cửa của một nhà hàng. Chủ nhà hàng có vẻ như rất thân với Đen và thường xuyên cho nó ăn hàng ngày. Vàng cũng tiến đến chỗ của ông chủ tốt bụng lấy đồ ăn. Tất nhiên là cũng không thiếu phần của nó rồi. Kể từ đó vàng đi theo người anh tốt bụng của mình là anh Đen. Trong nháy mắt, vàng nhà ta đã trưởng thành rồi. Đó là một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái của hai con chó. Buổi sáng nhảy lên xe ăn bánh ngọt, nhưng rõ ràng là đi ăn trộm. Ha ha. Buổi trưa lại đến chỗ của ông chủ nhà hàng kia ngồi đợi. Nhưng hôm nay họ đến nơi thì gặp một kẻ xấu. Anh chàng này không những trộm thức ăn của ông chủ, sau khi ăn xong anh ta còn cố tình giẫm vào đuôi của Đen nhà ta. Vàng thấy vậy lao tới cắn vào chân anh ta một cái. May mắn có ông chủ giữ hai con chó lại, không thì kẻ xấu kia đã bị xé xác ra rồi. Hắn ta ra đi với một vẻ mặt rất căm thù. Khi cậu Đen và Vàng quay trở về nhà thì thấy hình ảnh của một người đàn ông trên cuốn tạp chí hàng tuần. Lại nhớ ra được điều gì đó. Người đàn ông đó chính là người anh em chí cốt của nó, và chính anh ta cũng là kẻ giết chết nó. Vào ban đêm Vàng lại không ngủ được và lại bắt đầu nhớ về vợ con. Lúc đó anh chỉ quan tâm đến công việc, thời gian ở bên cạnh con trai rất ít, điều này làm anh rất là hối hận. Ngày thứ hai, khi Vàng đang ra ngoài đi dạo, kẻ xấu đó lại xuất hiện và bắt cậu Vàng đi và đưa Vàng đến một viện nghiên cứu động vật. Sau khi được đưa tới, Vàng đã được lựa chọn là vật thí nghiệm đầu tiên. Vàng lại bắt đầu nhớ lại trước khi chết. Anh ấy chỉ nhớ được là mình bị tai nạn xe hơi mà người đàn ông đã nhìn thấy trên cuốn tạp chí gây ra. Lúc này đang bất ngờ xông từ cửa sổ vào, nhào một cái đẩy ngã tên kia xuống đất. Kẻ xấu kia sợ tới mức phải chạy đi gọi thêm người. Trước tiên đang mở cửa cho tất cả các con vật trong phòng thí nghiệm chạy ra ngoài, sau đó đi cứu cậu Vàng. Cảnh này tôi lại buồn cười và thấy dễ thương khi nhìn thấy một con chó nhỏ bị mắc kẹt. Con chó nhỏ vì bị nhốt chỗ quá cao, không thể tự xuống được. Lúc này có một con khỉ tốt bụng đã ôm nó xuống, ôm nó trên tay chạy trốn. Trong cảnh này thật là đáng yêu quá đi mà. Vàng bám chặt vào đuôi của Đen để thoát ra ngoài. Nhưng kẻ xấu kia đã gọi người quay lại, hắn ta lấy súng bắn trúng Đen. Rất lâu sau khi chạy, Đen không thể đi tiếp được nữa và ngã xuống. Nó nói với Vàng, anh không thể tiếp tục ở bên cạnh em nữa rồi. Con đường sau này tự đi một mình rồi. Anh trước kia cũng là một con người giống như em. Chủ nhà hàng kia chính là em trai của anh. Nếu như sau này có thể tái sinh thêm lần nữa, nhất định sẽ quay lại tìm em. Đen cứ vậy mà ra đi. Vàng buồn bã quyết định đi tìm lại vợ và con trai của mình. Theo ký ức, Vàng đến trường học tìm con trai. Tại đây Vàng nhìn thấy cả vợ và con trai của mình. Nó vui mừng chạy đến bên cửa xe, nhưng hiện tại bây giờ nó chỉ là một con chó. Nó cào vào cửa xe, khiến cô vợ sợ hãi. Còn con trai nhìn trực tiếp vào Vàng. Nó cũng không biết đó chính là bố của mình. Nó chỉ nghĩ đây là một con chó dễ thương. Nó rất thích con chó, nhưng mẹ của cậu lại không thích chút nào. Xe chạy đi, Vàng đuổi theo sau xe hai mẹ con về đến tận nhà. Cô vợ nhìn ra ngoài cửa thấy bộ dạng đáng yêu cầu xin, không thể không từ chối nó. Những ngày sau khi đến của Vàng chắc chắn là những ngày hạnh phúc nhất của vợ và con trai. Vàng luôn luôn cố gắng để vợ có thể nhận ra mình là ai. Nhưng cô ấy làm sao mà hiểu được lời của một con chó được chứ. Sau khi thấy cô ấy buồn bã, Vàng quyết định không muốn cho cô biết anh là ai nữa. Nỗi đau mất chồng chưa được bao lâu thì đêm hôm đó một người đàn ông bước vào. Một người mà thậm chí nghĩ tới cũng không bao giờ nghĩ sẽ đến đây. Có vẻ Vàng rất hận anh ta, liền tức tốc lao tới đẩy ngã tên Jimex xuống đất, dự định cắn chết anh ta. Nhưng với sự giúp đỡ của cô vợ, Vàng ta bị ném ra ngoài. Tối đó con trai lại lén đưa Vàng vào lại trong nhà. Nhưng sau khi con trai ngủ say, Vàng ra ngoài cửa nghe trộm hai người trong phòng nói chuyện. Sau khi anh qua đời, chính tên Jimex đã chăm lo cho gia đình này, chăm sóc vợ và con trai của anh. Điều này khiến Vàng tức giận. Vàng quyết định trốn vào trong xe của anh chàng kia trước rồi nằm đợi anh ta. Sau khi nửa đêm lái xe về nhà, Vàng ở trong xe gầm gừ cắn tên Jimex, xe bị đâm vào một cái cột giữa đường. Vàng bị thương nặng và dường như đang sắp nghĩ về chuyện gì đó. Hóa ra Vàng cùng tên Jimex kia cùng nhau mở công ty, nhưng gần đây công ty đang trong tình trạng khủng hoảng kinh tế, và anh ta muốn đưa công ty đi lên bằng phương án của riêng mình.
nhưng Vàng tức giận nói rằng rủi ro quá cao, nổi giận và đập phá đồ đạc. Tức giận Diễm ép anh ta lái xe bỏ đi, nhưng Vàng tiếp tục lái xe đuổi theo, muốn nói chuyện một cách bình tĩnh qua cửa kính xe. Anh ta quay lại nhìn Vàng một cái và nói xin lỗi, dự định dừng xe lại, nhưng đột nhiên phía trước có một chiếc xe tải đang đi đến. Sau khi bẻ tay lái, Vàng tông xe xuống vực và gặp tai nạn. Anh chàng kia nhanh chóng đưa Vàng ra khỏi xe để chữa trị, nhưng kết quả Vàng vẫn không qua khỏi. Sau khi nhớ tất cả những chuyện này, Vàng mới nhận ra là mình đã hiểu nhầm người anh em của mình. Anh ta là một người tốt, từ từ đứng dậy với những vết thương nặng của mình. Tiến đến GMF mới nhận được tin rằng con trai của Vàng không thấy Vàng nên đã đi ra ngoài tìm. Vừa nghe xong, Vàng biết con trai của mình đang ở đâu và nhanh chóng chạy đi tìm. Thấy con trai lạnh cống như băng, Vàng liền lấy cơ thể mình che ấm. Lúc này cô vợ nghĩ chắc chắn rằng con trai sẽ tìm đến chỗ mộ của người bố, vội vàng chạy đến ôm con trai. Nhìn thấy con trai không sao, lúc này cô mới yên tâm. Đợi sau khi dẫn con trai đi, Vàng đến bên mộ của mình cố gắng nói cho vợ biết mình chính là chồng của cô. Nhưng Vàng biết bản thân mình đã chết, không thể làm phiền cuộc sống của cô nữa. Cô ở bên GMF chắc chắn rằng sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Cuối cùng Vàng rời đi, con trai và vợ cuối cùng cùng sống hạnh phúc bên GMF với một con chó khác. Vàng buồn chán nằm ngủ thì ở trên cây xuất hiện một con sóc. Con sóc này chính là hóa thân của người anh em tốt cậu đen, và họ có thể sống hạnh phúc cùng nhau thêm một lần nữa rồi. Sau khi xem phim này, tôi cảm thấy cho dù có một cuộc sống như thế nào đi nữa, chúng ta nên trân trọng cuộc sống trước mặt. Chúc mọi người ngày càng ngày có cuộc sống tươi đẹp, mỗi ngày đều sống vui vẻ. Nếu thích tôi xin cả nhà giúp mình một follow nhé. Bye bye.